Phan Đại Nam kính chào quý khán giả, kính thưa quý vị. Hôm nay là tối ngày thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023. Chúng tôi đang có mặt tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế. Hôm nay là ngày bế mạc, được tổ chức tại Rạp Sài Gòn Grand Center, thành phố Fountain Valley, miền Nam California. Và đứng kế bên cạnh chúng tôi là Minh Phạm, là một thành viên trong ban tổ chức. Dạ vâng, xin cảm ơn chú Phan Đề Nam và cũng như quý vị đang xem tại SBTN. Thì năm nay là đây là buổi kết thúc lễ trao giải thưởng cho các phim Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế năm nay. Thì chúng em sẽ có 4 giải là giải chống đồng, tức là giải phim dài hay nhất và giải phim ngắn hay nhất. Và bên cạnh đó chúng em có 2 giải nữa là giải nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất nữa. Cái tiêu chuẩn mà lựa chọn các giải thưởng thì như thế nào đối với các phim? Vậy thì hầu hết là cái tiêu chuẩn theo em được biết là mình có một cái ban giám tuyển, tức là những cái phim này khi mà họ đưa vào thì có tất cả các anh chị trong ban giám tuyển xem qua và dựa trên những cái nhất là về tiêu chuẩn giống như về câu chuyện về Việt Nam, cái bố cục nó làm sao, và thứ hai là về ý nghĩa của những cái câu chuyện. Thì dựa trên đó thì chúng em cho cái tiêu chuẩn, và bên cạnh đó chúng em cũng có coi những cái âm thanh hoặc là cách ngôn ngữ của cái giải thưởng đó, và có rất là nhiều cái giống như là những cái tiêu chuẩn để mình đánh giá trên đó. Và em thấy cái nhiều nhất là em thấy là cái nào liên quan đến Việt Nam và những hình ảnh bối cảnh. Sau 2 ngày đại hội thì ngày hôm qua với ngày hôm nay các phim ngắn cũng như phim dài được chiếu tại rạp Freer thành phố Santa Ana. Thì riêng mình nghĩ gì và học được kinh nghiệm gì qua 2 ngày đại hội này? Dạ vâng, xin kính anh thì em học được rất là nhiều kinh nghiệm, không chỉ là mình học về phim điện ảnh và như là nhiều thể loại phim như là phim tài liệu documentary, hoặc là về phim gia đình như là mẹ ơi con đây, bướm ơi mẹ ơi, và thứ ba là Accidental Getaway, là một cái phim mà về kể những câu chuyện có thật mà phim tài liệu nói về cái cảnh hiện thực của mình, và cũng như là phim về người Việt tị nạn. Và bên cạnh nó có những phim rất là vui nhộn cho các em học sinh sinh viên để coi nữa. Thì em thấy rất là vui khi mà mình có trải nghiệm hết tất cả các thể loại phim mà và cũng giống như là thể hiện cái tiếng nói của người Việt mình trong giới điện ảnh ở trên Hoa Kỳ và cũng như trên toàn thế giới. Qua 2 ngày thì không biết là ban tổ chức có những cái khó khăn hay những cái thuận lợi như thế nào? Dạ vâng, về những cái khó khăn thì chúng em năm nay bị thiếu tí xíu về vấn đề tình nguyện viên, nhưng mà chúng em được một cái là tất cả nhân viên và giống như là những người tình nguyện mà trong nhóm ban tổ chức thì rất là nhiệt tình và giúp cho cái mọi thứ rất là suôn sẻ. Nhưng mà cái nhóm em thuận tiện năm nay là có rất là nhiều sự ủng hộ từ các quý vị đang xem đài, hoặc là những cái em sinh viên từ các trường trung học, và đặc biệt hơn nữa có nhiều các anh chị em trong giới điện ảnh đến và tham gia với chúng em, ủng hộ rất là nhiều. Đặc biệt là trong 2 suất phim tối là phim ngày hôm qua là Chảng Tí và Accidental Getaway, là 2 đầu phim là chúng em bán hết vé luôn, thì rất là hay. Thì xin cảm ơn một lần, xin cảm ơn quý vị đang xem đài và cũng như là quý vị trong giới điện ảnh, cũng như là mọi cánh khắp mọi nơi để đến ủng hộ cho Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế năm nay, lần thứ 20 năm 2023. Các phim được lựa chọn thì không biết là có nhận cái sự chọn lựa của khán giả hay không? Dạ vâng, thì trong nay có thể tối nay mình sẽ biết luôn một cái kết quả là giải khán giả bình chọn. Thì dựa trên cái bộ phim nào thì trong những thời gian qua, trong 2 ngày qua, những quý vị coi phim chúng em phải có những cái câu hỏi là sự bình chọn các phim này có phải phim hay nhất hay không. Thì dựa trên đó chắc hồi chúng mình có thể sau cái buổi này chúng em sẽ công bố là ai sẽ là người được khán giả bình chọn, những bộ phim này sẽ được khán giả bình chọn nhiều nhất. Đại diện của sòng bài Pechanga Resort Casino rất hân hạnh được đại diện cho sòng bài và được có mặt là một trong những nhà tài trợ cho chương trình của Việt Film Festival của năm thứ 20 này. Cô nghĩ gì về nền điện ảnh của người Việt Nam tại Hoa Kỳ? Dạ, rất hân hạnh là người Việt Nam và được xem những cái tác phẩm của người Việt Nam mình làm ra. Kính thưa quý khán thính giả, sau đó trong buổi lễ bế mạc Việt Film Festival, ban tổ chức đã tuyên bố giải chống đồng 2023. Giải nam diễn viên xuất sắc nhất được dành cho Lê Công Hoàng của phim Cho Tàn Rực Rỡ. Giải nữ diễn viên xuất sắc được trao cho Ellie Murray trong phim Good Chip. Giải Spotlight được trao cho phim In Living Memory, nói về một gia đình người Việt làm neo đã trải qua những khó khăn thời đại dịch Covid. Giải phim ngắn hay nhất được chọn là phim Good Chip, và giải phim truyện hay nhất được chọn cho phim The Accidental Getaway Ride, dựa trên câu chuyện vượt ngục có thật đã xảy ra tại Orange County, California. và giải thành tựu trọn đời được Hội Vala trao cho cô Isale, là người sáng lập và có nhiều công sức đóng góp cho Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế. Phan Đại Nam từng trình cho SBTN từ thành phố Fountain Valley, Nam California.